đối với một hành giả trong quá trình tu tập ở kiếp sống này đã ngộ một số chân đế và tu tập thêm các ba la mật, thế và vì nghiệp họ chết đi thì những kiếp sống kế đó có thể sanh ra trong sáu cõi. Con muốn hỏi những điều ngộ và các ba la mật có hao tổn hay mất đi hay không? Ví dụ như không mất đi, liệu sẽ có nhân duyên giúp ta lấy lại chúng chăng? Rồi rất mong sư giải đáp. Nó có một cái hiểu lầm nha. Quý vị nói là đã ngộ một số chân đế. Xin thưa là Đưa chỉ ra về những có cái thông thánh tin thì mới mới có tư liên cách quan đến nói hệ cái thống đó pháp luật thôi. của Hoa Kỳ để mà Chưa chúng ta có có thể đâu. hiểu đúng về cái vấn đề Mình nói cái đó là coi chừng là này, nó để mà thành chúng ra ta vòng nhận luẩn ra quẩn rằng những cái nha. tiêu đề, những cái thảo Và luận sẵn thì nói sư về cũng nhắc việc luôn hủy nhiều bỏ vị quyền ấy. phá thai hay là không Nói như còn ông quyền thánh phá vậy, thai nữa trên đất Mỹ là nó không chính xác. nói giống À, như một cái là lần nữa các chứng, trong khi đó là mình không có, phải cẩn trọng. Nhiều người nói ví dụ như chỉ cần thấy thấy rõ cái bản chất các pháp vậy là đủ rồi, các pháp nó vốn vậy thôi, thấy nó về được rồi, hoặc thậm chí tệ hơn nữa là vào ra niết bàn như cơm bữa là coi như mình chết nha. Chết đó. Cho nên là mình phải cẩn thận ngay từ trong câu nói ở trong tạng luật á. Đức Thế Tôn có nói là ngay cả cái câu nói là tôi thỏa thích cái chuyện sống một mình hoặc là thỏa thích chuyện sống ở trong rừng ấy, cũng không được nói. Tại vì cái câu đó chỉ có thánh mới có gọi là có tư cách nói, mình không có tư cách nói. Cẩn trọng những cái chuyện đó giùm sư. Rồi. Còn cái chuyện thứ hai đó là quý vị hỏi là các cái ba la mật mình tu thì có mất đi hay không? Thì nó có nhiều cái yếu tố lắm. Thứ nhất á là có khi là cái dòng luân hồi nó dài quá, mình chuyển nguyện. Ví dụ như mình nguyện làm chánh đẳng giác, nhưng mà lâu quá mình tu hoài nó mệt mỏi. Rồi có nhiều nguyên nhân, ví dụ như chúng sanh nó phiền não quá, cho nên là mình đổi nguyện, mình muốn thôi giác ngộ sớm chừng nào hay chừng đó. Chứ còn dính dáng tới cái mớ chúng sanh này thôi thì mình không có khả năng. Thì nhiều vị chuyển nguyện có, hoặc là nhiều vị thối thất, tức là mình cũng tu cũng có buông bồi đó, nhưng mà rồi thì qua đời sau kiếp khác thì mình cũng không có sự nỗ lực. Ví dụ như á ở trong chú giải Pháp Cú, cái bài kệ là trẻ không sớm biết tu hành, tôi gọi là tích lũy tài sản giữ gìn mai sau, cò già u rũ bên ao, cá tôm chẳng có, sanh sao chết dần. Thì cái bài kệ đó nói về cái trường hợp là hai vợ chồng, lẽ ra nếu mà còn trẻ, nó dài lắm, xin cho tóm tắt thôi, nếu như còn trẻ xuất gia là chồng chứng A-la-hán, vợ chứng A-na-hàm, mà về trung niên xuất gia đó là chồng chứng A-na-hàm, vợ chứng Tư-đà-hàm, mà về cái tuổi mà xế chiều mà xuất gia đó là vợ chồng chứng Tư-đà-hàm mà vợ chứng Tu-đà-quờn, nhưng đến lão niên rồi, tới già rồi vẫn không chịu xuất gia, thì khi đó cái phước thế gian hết mà phước xuất thế gian cũng hết luôn. Cho nên á, ngay cả đừng có nói là cái ba la mật mình là cứ có hoài nha, rồi ý y mình không nỗ lực, nhưng mình không nỗ lực là nó sẽ hao tổn và nó qua cái giai đoạn đó rồi là nó sẽ mất, cho nên là đừng có ý y. Và muốn cho nó duy trì liên tục thì phải làm sao? Đời này mình nỗ lực tu, tu kiểu cà tàn á, là qua đời sau mình chưa chắc là mình sẽ giỏi hơn đời này đâu. Đời này mà mình tu cà chật cà dụi có chắc là đời sau mình tu ngon hơn không? Thành ra đời này mình phải tu nỗ lực. Cái thứ hai là mình nguyện. Đó, nguyện là đời sau là con hễ mà gặp chánh pháp là con tỉnh ngộ để con đi tu, hoặc là khi con gặp các bậc thiện tri thức thì con cũng có lòng con tiếp tục buông bồi ba la mật hướng đến đạo quả giải thoát. Nhưng mà như sư nói, ngay từ bây giờ mà mình không siêng mà quý vị chờ đời sau kiếp sau mình siêng dùm thì sư xin thưa sư không tin nha. Rồi xin thỉnh rồi sư thanh tâm.
Nên nó có lên sự hiểu lầm nữa là gì? Trong đây có đâu để coi lại sáu cõi đâu mà sống kể đó có thể sanh ra trong sáu cõi này hiểu lầm nữa rồi. Nên đây là mình lộn sáu cõi là lục đạo, mình lộn nha, lục đạo xá khác nha, lục đạo súc sanh ngạo súc sanh ngạo quỷ Atula ở trời của người dưới phạm thiên đó. Thì mình lại lộn nữa chứ sáu cõi với sáu lưới lục đạo cũng mà cõi là 31 cõi nha. Có loại cái thức nó bị nhầm lẫn chút đỉnh. Còn cái chuyện mà mình hỏi ba la mật rồi cái mình làm được cái kiếp này rồi kiếp tờ phao nó mất đi hay là nó bị hao mòn gì không, sư tư bị yên tâm không có nè. Một cái duyên trong 24 duyên là Anantara Vachaya, tức là vô gián duyên, cái đó nó giúp cho cái đời vị lai mình những cái gì mình đã tạo tiếp tục nó luôn chuyện. Nên nó là cái bàn đạp để mình tiếp tục bồi ba la mật nha, những cái gì mình tạo luôn cả những ác nghiệp mình đã tạo nha. Mình trong kinh mình thường hay nghe thấy nhất là pháp cú á, có đoạn chót cái Đức Phật kể trong tiền thân cái Đức Phật đó là chẳng những đời này mà đời trước vị này đã từng làm như vậy. Nó là do vô gián duyên nó thúc đẩy vậy. Để coi câu hỏi tiếp thì định bộ nói chung hết rồi, câu hỏi cho cũng có hai chỗ đó để mình nói rồi, chứ lại nói hết rồi Rồi, xin buổi mời sau quá. sư ra từ trường. Ở đây thì trong cái câu hỏi này thì có hai cụm từ để cho quý vị phải lưu ý. Thì cái cụm từ cái cụm từ thứ nhất đó thì sư Chính Tâm cũng đã giải thích cho quý vị hiểu rõ rồi đó. Đó là cái việc sáu cõi á. Vì phải lưu ý cái vấn đề này, bởi vì mình phải nắm vững cái này, tại vì đôi khi mình nghe đơn giản nhưng mà nghe sáu cõi nhưng mà thật sự mình không biết rõ cái 30 môn, tại vì nó về cái tam giới cũng gọi cái 31 cõi, là đó là cái điều lưu ý thứ nhất. Quý vị phải nắm rõ này, những gọi là kiến thức cơ bản, quý vị cơ bản thì không nắm rõ thì khó mà đi siêu cái cụm thứ hai mà sư muốn cho quý vị lưu ý ở đây á, đó là cái cụm mà quá trình tu tập ở kiếp sống này đã ngộ một số chân đế. Cái cụm từ này á, khi mà nghe qua này nó có vẻ rất là hoa mỹ không, nhưng mà nó tiềm ẩn nghiêm trọng rất là nhiều vấn đề đó quý vị. Tại vì thậm chí là nó nếu mà một người mà không hiểu giáo pháp mà rõ thì nó đâm ra nó sự nguy hiểm, giống như đại sư anh tại nói là xin bổ sung thêm thôi. Ngộ một số chân đế là bây giờ khái niệm là ngộ một số chân đế là như thế nào không? Ngộ là nghĩa là giác ngộ hả, giác ngộ rồi chân đế, pháp chân đế là pháp chân đế như thế nào đó. Mình phải nắm vững những cái khái niệm này để mình hiểu rõ. Khi mình nắm vững cái khái niệm này đó thì mình không bị đánh tráo khái niệm, mà khi mà không đánh tráo khái niệm á thì mình mới hiểu được đâu là chánh pháp, đâu là phi pháp đó. Chứ nếu mà cụm từ này á, mà dùng dùng một cách tùy tiện á, giống như là Đại Đức Hạnh Tuệ vừa là trình bày quý vị á, giống như có những người trường hợp những một số vị á, nói đem ra những cái pháp mà gọi là bậc cao nhân, pháp của thượng nhân á, ra một nói một cách tùy tiện á, nó rất là nguy hiểm quý vị. Nó nguy hiểm là sao? Nó nguy hiểm cho chính bản thân người đó là đầu tiên, nó nguy hiểm cho cái sự tồn vong của Phật pháp. Nếu nếu vị nếu người nói người mà nói đó là cái người có cái vị thế, chưa nói từ vị thế chắc vị hiểu rồi đó, đúng không? Và cái thứ ba là nguy hiểm cho những người thân quyến thuộc và những cái người những đồ chúng theo vị đó. Cho nên cái cụm từ này này quý vị phải cần phải xem xét lại một cách đại sư nói, nghĩa là phải học những cái khái niệm giống như là ngộ ngộ đây là giác ngộ, giác ngộ như thế nào, thế nào gọi là giác ngộ, chứ còn cái gì không, rồi chân đế nào là pháp chân đế. Thì sư xin bổ sung cái phần này đây cho quý vị rõ thì lưu ý nha, tại vì đôi khi cụm từ đôi khi mình nghe học nghe mình nghe đơn giản nhưng mà mình lại xem thường không? Rồi lâu lâu mình trở nó